thôi là lắm rồi. Đúng rồi, đeo 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 không quên nhớ màu. Anh thắng yên tâm đi, thắng ăn mà thắng yên tâm đi, nói nhẹ. Quay show. Con thắng quýnh là vô rồi. Cái là đổ 25 ngàn. Cái nhà con thắng 25 ngàn vậy. Chơi non rồi, màu này. Ai đúng rồi, đơn giản thôi, đừng hát. Hay lắm mình ơi, từ từ. Nắng nóng ra lực. Hay lắm, tám là nói 50. Số bây giờ đang là xét 7 và 98 nghiêng về cho học. Chúng ta tiếp tục với xét đấu thứ 7, hậu giao bóng 98. Dự đoán là khoảng ngắn phải sai cố. Đúng rồi, vô em. Wow. Nghe vô em. Không cần muốn trước nè. Rồi, im lặng đi. Ai đi vô bóng. Đội vô bóng, 9 đều. Đây là những quả bóng cuối cùng của bản lĩnh. Anh thắng đâu có dễ gì thắng không. Hưng là Hưng. Quả. Hai. Anh là cô em. Hết ổn trong pha bóng vừa rồi cho Hùng Công Học. Mười chín. Và 11-9 cho Nguyễn Minh, một kết quả thực sự hơi bất ngờ so với xu thế dự đoán. Tại vì hậu đang dẫn 9-6 rất là ưu thế. Thế một trận đấu rất là hay.